chú có sẵn mà lo cứ mua mồi, một cái phi con nào lấy con thui tù lù. Đây đang hạt chín tết, đang đi bắt đánh lưới bắt cá đây, cái dìa này là đang tháo đìa cạn rồi đã bắt cá này. Nhưng mà chưa thấy cái dìa đâu, toàn là cái phi không. Anh đã được mấy em đây. Wow, cái nó bò trong luôn. Con cái gì? Ừ, dính cá. Ủa, cái phi hay sao, cái phi dính tùm lum luôn kìa. À, nhỏ nhỏ không hả? Cái gì ở đây đánh nhầm ấy. Ô mẹ đuổi nó khô. Chết, ủa dính nhiều thế. Ui, cái trắng quá trời kìa, cái gì quá trời luôn. Còn nhiêu cạnh bên này nó mát hơn ở bên này sao á. Thì giờ tắm bên kia thôi coi. Qua tắm bên kia gỡ coi. Quá trời rồng. Hả? Thank you.
Cái phi đó hả? Ông liền cái phi ơi, lụm luôn. Cái chìa nó nhỏ luôn nhất chứ. Bắt luôn. Xuống cửa. Kìa quá trời kìa. Ôi trời. Dính sợ sâu luôn mà. Thôi đánh tấm này đủ chỉ tiêu rồi đó. Cô nó nằm phơi bụng kìa. Đi như tao bữa nào mình quấn mười mấy ký nó cũng dính kiểu đây nè. Khiếp. Cái cũng cỡ này không á hả? Cái này chắc cũng mấy tháng, hơn 6 tháng chưa? Trời, tháng 3 là gần cái năm rồi hả? Cái cần cầm xô không bỏ vô không? Sách nổi không? Bỏ vô xong lát nữa cho nhị bó rồi. Đi xuống rồi, giờ mày quay phim luôn rồi, để nước ké nước, nước sâu không? Đó ông nợ. Quay cá không hả? Dạ. Cho nó sống rồi. Cho nó sống. Mày á đụng mới đi bắt ké gì ăn mà cho nó sống nha. Sống đất. Đù, mấy con đù, dở lần khoét con này. Đó, quay lại dính nữa rồi kìa. Đó. Trời lấy cá cho đâu. Ua. Còn 2 ký rồi hả? Trời, cái phi đi con nào nó đang thui luôn. Múc nước vô nữa hả? Mày đổ nước vô á. Tiểu cỡ vô trời. Ké đường nào nó vô xôn mà. Cho nó sống thời gian chứ mấy anh cứ chơi. Chùa sẵn mà lo cứ mua mồi. Một cái phi con này lấy con thui từ lùi.